Chào mừng các bạn đến với HNTV News, nơi chia sẻ những tin tức nóng hổi về thế giới bóng đá. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Singapore và Yemen đã đến Việt Nam thách thức thầy trò Chelsea. Hai đội tuyển U23 Singapore và U23 Yemen đã sớm có mặt tại khách sạn Sài Gòn, Phú Thọ để chuẩn bị cho vòng loại bảng C. Giải bóng đá U23 châu Á 2024 cùng với đội chủ nhà Việt Nam và U23 Guam. Đội tuyển U23 Singapore dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nasser mang đến Việt Nam 23 gương mặt, với nòng cốt là các cầu thủ của câu lạc bộ Giang Lê Ông tham dự S-League. Theo VFF, mặc dù huấn luyện viên Nasser không triệu tập hai cái tên rất đáng chú ý là Ilan Fandi và Khairi Nadim, nhưng đội hình của U23 Singapore vẫn có đến 12 cái tên từng tham dự SEA Games 32 tại Campuchia. Đại diện của đảo quốc Sư Tử cũng bỏ qua giải U23 Đông Nam Á 2023 và ASEAN 19 để tập trung tối đa cho vòng loại U23 châu Á 2024. Mục tiêu của thầy trò Nasser là cạnh tranh một suất vé góp mặt ở vòng chung kết U23 châu Á tại Qatar vào năm sau. Tuy nhiên, cơ hội cho bóng đá trẻ Singapore gây sốc không có nhiều bởi sự vượt trội của U23 Yemen và đội chủ nhà Việt Nam. Trong khi đó, đội tuyển U23 Yemen đang có được những sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho vòng loại U23 châu Á sau hai chuyến tập huấn quan trọng tại Ai Cập và Iraq. Thầy trò huấn luyện viên Mirolave Sukup được giới chuyên môn nhận định là đối thủ cạnh tranh số 1 cùng đội tuyển U23 Việt Nam cho vị trí nhất bảng C. Chính vì vậy, chiến lược gia người Cộng hòa Séc Mirolave Sukup đã triệu tập đến 15 cái tên thường xuyên góp mặt ở đội tuyển quốc gia. Họ không có được sự phục vụ của ba trụ cột là An Marufi, An Beitoun và An Amer Oriyi. Tuy nhiên, đội bóng này thể hiện tham vọng rất lớn với hai mục tiêu là giành suất dự vòng chung kết U23 châu Á tại Qatar và hướng đến cả suất đi Olympic Paris 2024. Ngày 39, đội bóng còn lại và cũng là đối thủ trong trận đấu ra quân của đội tuyển U23 Việt Nam là tuyển U23. Guam cũng sẽ đến Phú Thọ để chuẩn bị cho vòng loại bảng C giải bóng đá U23 châu Á 2024 diễn ra trên sân vận động Việt Trì từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 12 tháng 9. Cũng cần biết vòng loại U23 châu Á đồng loạt khai cuộc vào thời gian này. Với 42 đội tuyển chia thành 11 bảng đấu, 9 bảng có 4 đội và 2 bảng có 3 đội. 11 đội đứng đầu bảng cùng 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành quyền đi tiếp vào vòng chung kết U23 châu Á 2024, tổ chức tại Qatar. Vòng chung kết U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 năm 2024. Kết quả của giải đấu này cũng được tính cho vòng loại Olympic Paris 2024. Theo đó, ba đội dẫn đầu tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 sẽ nghiễm nhiên có suất tham dự Olympic. Còn đội thua ở trận tranh hạng 3 sẽ chơi play-off với một đội khác tại châu Phi để tranh chiếc vé cuối cùng. Tại đấu trường U23 châu Á, đội tuyển U23 Việt Nam đã 4 lần liên tiếp tham dự vòng chung kết, trong đó một lần giành ngôi Á quân năm 2018 và một lần lọt vào tứ kết năm 2022. Mục tiêu trên sân nhà lần này của thầy trò Chelsea là tiếp tục giành vé sang Qatar vào năm sau. Sau chiến tích Á quân U23 châu Á 2018 dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển trẻ Việt Nam của ông Chelsea sẽ không chịu thua kém khi chuẩn bị khởi tranh vòng loại 2024 ngay trên sân nhà. Hai mùa gần nhất, đội tuyển U23 Việt Nam đều vượt qua vòng loại để chơi vòng chung kết 23 châu Á vào mùa này với ưu thế sân nhà Việt Trì, Phú Thọ. Thầy trò huấn luyện viên Chelsea có nhiều cơ hội giành ngôi nhất bảng C. Theo đánh giá của AFC, chủ nhà U23 Việt Nam ở bảng C có nhiều thuận lợi giành ngôi nhất bảng, trong khi U23 Yemen và Singapore sẽ tranh vị trí nhì bảng với hy vọng đi tiếp, còn Guam khó gây bất ngờ. Từ ngày 29 tháng 8, huấn luyện viên Chelsea ở khi có đầy đủ 35 cầu thủ trẻ trong tay, đã bước vào tập luyện chuyên sâu cho vòng loại U23 châu Á 2024. Nhưng trước đó, ông thầy người Pháp sớm cho hội quân để sàng lọc và chỉ giữ lại 7 cầu thủ mà ông cho là hay nhất. Với đội vô địch U23 Đông Nam Á của đồng nghiệp Hoàng Anh Tuấn, ông Chelsea chỉ đưa lên 9 cầu thủ cùng với nhóm trụ cột, vừa lên ở V-League và giải hạng nhất giúp tuyển trẻ U23 Việt Nam hiện có lực lượng rất dồi dào. Sự chăm chỉ rèn luyện của các học trò thời gian qua khiến huấn luyện viên Chelsea rất hài lòng bởi ai cũng thấy rõ tính cạnh tranh rất cao. Sự phù hợp và hiệu quả trong lối chơi của U23 Việt Nam là tiêu chí hàng đầu của ông thầy người Pháp khi phải đắn đo chọn lựa từ 35 cầu thủ xuống còn 23 cái tên trong vài ngày nữa. Ngay cả những gương mặt gạo cội của U23 Việt Nam vừa vô địch Đông Nam Á lẫn dự nhiều giải quốc tế như Tiền Đạo, Quốc Việt và Văn Trường cũng không có tên, cho thấy huấn luyện viên Chelsea rất khó tính trong việc chọn người dù ông luôn mở rộng cửa lên tuyển. Nhưng thực tế, ông thầy người Pháp có vẻ ưu tiên hơn cho các học trò giàu kinh nghiệm ở các giải vô địch quốc gia nhờ thời gian ra sân nhiều. Vô phá lưới giải hạng nhất, Thanh Nhàn và cầu thủ xuất sắc nhất Đình Bắc của đội vô địch Quảng Nam có nhiều cơ hội đứng chung đội hình với các đồng nghiệp ở V-League.
Trên mọi vị trí, các tuyển thủ trẻ đều phải dốc sức cạnh tranh gay gắt, như thủ môn Huy Hoàng phải cho thấy mình xứng đáng hơn Văn Việt. Những hậu vệ trẻ như Hồng Phúc, Tuấn Dương, Nam Hải, Minh Trọng, Tuấn Phong sẽ học hỏi nhiều từ Phan Tuấn Tài, Lương Duy Cương, Quang Thịnh, Ngọc Thắng từng đá SEA Games 32. 13 tiền vệ của đội tuyển U23 cũng có những màn so tài thú vị giữa nhiều cái tên mới như Minh Khoa, Nhật Nam với Huỳnh Công Đến, Văn Đô, Hoàng Văn Toàn, Thái Sơn, Khuất Văn Khang, Xuân Tiến, Đức Phú. Hàng tiền đạo ít nhân sự nhất nhưng cho thấy sự chất lượng với Văn Tùng, Bùi Vĩ Hào, Võ Nguyên Hoàng, Thanh Nhàn hay Trần Sút mới nổi minh quang. Từ những gương mặt cả mới lẫn cũ đều đã thể hiện mình qua các sân chơi trong nước và quốc tế. Huấn luyện viên Châu Siêu sẽ phải trải qua cơn đau đầu dễ chịu để chọn ra đội hình mạnh nhất chinh phục vòng loại U23 châu Á. Hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu sẽ không tham dự trận giao hữu FIFA đầy tháng 9, dù anh có tên trong danh sách tập trung. Văn Hậu bị đau gót chân, phải tiêm thuốc và cần thời gian nghỉ ngơi để hồi phục hoàn toàn chấn thương cũ sau khi kết thúc mùa giải V-League 2023. Chính vì thế, huấn luyện viên Philip Chaucer đồng ý cho Văn Hậu ở lại câu lạc bộ nhằm tiếp tục theo đuổi phác đồ điều trị chấn thương. Nhà cầm quân người Pháp động viên Văn Hậu tập trung điều trị để có sự hồi phục nhanh nhất. Hướng đến chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu dịp FIFA đầy tháng 10 tới và ông không gọi người thay thế. Về tình hình của đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam trên sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF, huấn luyện viên Philip Chaucer đã bố trí cả hai đội tuyển tập luyện trên cùng một mặt sân theo từng nhóm khác nhau vào chiều mùng 3 tháng 9. Các cầu thủ được rèn lối đá kiểm soát bóng với những bài tập truyền, tranh chấp bóng trong cự ly ngắn với tốc độ được đẩy lên rất cao. Hậu vệ Hồ Tấn Tài chia sẻ, cá nhân tôi và toàn đội mong muốn FIFA Day là dịp để hoàn thiện những gì huấn luyện viên Chaucer đề ra, chuẩn bị cho những giải đấu sắp tới. Chúng tôi đang được học từ ông Chaucer ở những giáo án có trình độ cao và lối chơi kiểm soát bóng. Trong khi đó, bày tỏ cảm xúc của mình khi được trở lại khoác áo đội tuyển sau những nỗ lực không mệt mỏi, tiền vệ Dương Văn Hào cho biết lúc bị chấn thương, tôi chỉ nghĩ làm sao cố gắng phục hồi tập tốt nhất để chơi lại bóng đá. Được lên đội tuyển quốc gia, tôi sẽ phải cố gắng hơn rất nhiều vì có nhiều đồng đội tốt hơn mình. Tôi sẽ nỗ lực để cạnh tranh một suất thi đấu. Văn Hào cũng nói thêm, những ngày qua ở đội tuyển, tôi thấy mọi việc đều khá tốt. Dù vậy cũng có nhiều điểm khác với khi tập ở câu lạc bộ nên tôi phải cố gắng hơn, tập trung cao độ hơn. Gặp lại đồng đội cũ hồi cùng thi đấu U20 World Cup tôi rất vui vì lâu lắm rồi mới có dịp đồng hành cùng nhau, nhớ lại những khoảnh khắc trên sân. Về phần mình, cầu thủ trẻ Nguyễn Đình Bắc tỏ ra hứng khởi vì được triệu tập vào đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2024 và tập luyện chung với các đàn anh trên tuyển quốc gia. Cầu thủ Đình Bắc xuất sắc nhất giải hạng nhất trong màu áo đội vô địch Quảng Nam chia sẻ, mỗi lần tập trung cùng đội tuyển tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Ra sân với các anh lớn là điều quý giá, giúp tôi tích lũy và học hỏi kinh nghiệm từ đàn anh. Ở đợt tập trung lần này, bản thân tôi cố gắng để có mặt trong danh sách chính thức 23. Cầu thủ tham dự vòng loại U23 châu Á 2024. Tôi không quan trọng mình đá ở vị trí nào, đó là việc của ban huấn luyện giao cho. Dù ở vị trí nào thì tôi cũng cố gắng làm tròn nhiệm vụ thi đấu trên sân. Bản tin hôm nay kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi chương trình. Hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những chương trình tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!